Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Top Game Online. Và hôm nay cậu Vàng sẽ giới thiệu đến anh em một cái game mobile mới rất là thú vị, có tên gọi là Chiến Thần Chi Nộ. Thì game này thì do nhà phát hành XTV sẽ phát hành tại Việt Nam. Và game đang trong giai đoạn thử nghiệm ở trên Android. Thế anh em nào bây giờ muốn chơi con game này thì có thể tải đường link để tải phiên bản Android ở phía dưới. Và có sẽ có một cái lưu ý nhỏ là ngoài việc anh em chỉ chơi được bằng Android thì chúng ta sẽ, nếu mà các anh em nào mà sử dụng giả lập ấy thì mình khuyên là nên sử dụng những cái giả lập như kiểu NOC hay là LD Player, LD Player ấy, chứ đừng dùng BlueStacks. Game này nó chưa tương thích với một số phần mềm giả lập. Đấy, thì đấy là một cái lưu ý nhỏ thôi. Đấy, bây giờ thì cậu Vàng sẽ vào game này để chơi thử để giới thiệu anh em cái game này. Thật ra mình cũng chưa tìm hiểu nhiều về game đâu. Đấy, thì bây giờ mình cứ vào thôi. Và nếu mà nhìn qua cái màn hình đăng nhập này mình biết là game này nó sẽ theo một cái phong cách là phương Tây rồi. Rồi vào game này mà có một cái server S1 Thiên Lang thôi. Đây chúng ta sẽ có 4 lớp nhân vật, bao gồm là kỵ sĩ này, cầm thương, du hiệp thì cầm cung, ma kiếm thì sẽ cầm kiếm đấy, và cuối cùng là pháp sư. Mỗi nhân vật thì các bạn có thể tùy chỉnh nam nữ đều được. Đấy, mình sẽ chơi pháp sư đi. Bốn lớp nhân vật này mạnh yếu ra sao thì tùy anh em thôi chứ mình cũng không rõ lắm. Ở đây chúng ta có mấy quốc gia nữa này, chọn quốc gia nữa mình không rõ. Bây giờ mình sẽ vào, cứ vào chơi đi rồi chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Đấy, tạo nhân vật. Nhắc lại là con game Chiến Thần Chi Nộ này mới đang ở trên phiên bản thử nghiệm thôi và nó mới xuất hiện ở trên cửa hàng Google Play thôi. Còn anh em nào mà dùng iOS các thứ là chưa có đâu, thì các bạn phải đụng, nếu không có điện thoại Android thì các bạn sử dụng giả lập thôi. Giả lập thì các bạn dùng LD Player ấy, hoặc là NOC thì nó rất là ngon, chứ đừng dùng BlueStacks. BlueStacks nó đang bị lỗi thì phải. Đây các bạn để thấy đồ họa nó đây. Cái này nó không có chỉnh cấu hình đâu, nó tự thiết lập cấu hình phù hợp với máy của các bạn thôi. Xong nhiệm vụ này. Nhận nhiệm vụ đó. Bây giờ ban đầu chúng ta sẽ, đây là một cái game nhập vai cái quốc thế giới mở nha anh em. Thì ban đầu các bạn có thể đi cái quốc đi làm nhiệm vụ cái cấp đã. Dù đi tới đâu, hãy nhớ trở về thăm nơi này. Nhận nhiệm vụ này, bắt đầu đi làm nhiệm vụ tiếp. Đây giao diện đây nó cũng rất là gọn. Chúng ta sẽ có các cái một cái phím di chuyển nó bố trí rất là nhỏ thôi, để không chiếm màn hình quá nhiều. Chúng ta sẽ có những cái phím kỹ năng bên tay phải. Nói chung là về dần giao diện nó cũng khá là giống các cái game nhập vai hiện nay. Và có một cái mình thích ở game này, như mình thấy trên màn hình, đó là game này có thể chiến đấu trên lưng ngựa. Đấy, như anh em đã biết thì nhiều game nhập vai trên di động hiện nay là không cho phép chiến đấu, anh em cưỡi thôi. Đến lúc mà chiến đấu thì nó sẽ xuống ngựa nó đánh. Riêng cái game Chiến Thần Chi Nộ này thì các bạn để chiến đấu trên lưng ngựa nhá, nó rất là hay luôn. Thật sự thì mình rất thích chơi những game nào mà cho phép là chiến đấu trên lưng ngựa, trên lưng thú cưỡi, nó mới kiểu chuẩn. Kiểu cưỡi thú cưỡi rồi chiến đấu nó mới gọi là đẹp, nó mới hoành tráng. Này, game có hệ thống biến thân này, biến thành thiên thần. Đó. Và anh em yên tâm là game này là đồ họa 3D, đấy, các bạn này xoay 3D mà mình thấy nó game khá là nhẹ. Dung lượng của con game này sau khi tất cả cài đặt nó rơi khoảng 1,5GB nha anh em. Game này sẽ có một cái dung lượng nó rơi vào khoảng 1,5GB khi các bạn cài đặt hoàn chỉnh. Đấy, tầm đấy. Thì mình thấy là nếu mà game 3D thì tầm 1 đến 2GB mình thấy cũng là bình thường thôi. Nhất lại game nhập vai cày cuốc nữa thì tầm 1 đến 2GB mình thấy là cũng bây so với tiền để bây giờ là bình thường. Bây giờ thì các cái thiết bị di động nó dung lượng nó lớn rồi, toàn 64 đến 128GB thôi, anh em cài game mình nghĩ là cũng không vấn đề gì. Rồi bây giờ mình mới level 5. Ui, level cấp ngay lâu nhá. Đấy, em thấy đồ họa. Thật ra đồ họa con này cũng không phải thuộc dạng bom tấn gì cả anh em ạ. Mình cảm thấy nó vẫn gọi là đồ họa nó cũng không phải là dùng công nghệ đồ họa quá là mới, quá là hoành tráng. Tuy nhiên nó sẽ có một cái phù hợp, đó là
nó phù hợp với nhiều loại thiết bị cấu hình, thiết bị khác nhau. Đấy, tầm trung chơi được thoải mái luôn, không lo giật lag tốn pin gì cả. Mình cảm nhận là chơi nó khá là mượt. Thậm chí là anh em như là thấy vào game là không có phần tùy chỉnh cấu hình đúng không? Tức là game nó tự thiết lập cấu hình phù hợp với mọi loại thiết bị rồi. Và mình độ game 3D thế này là mình cũng đánh giá ổn rồi, cho tầm 7 điểm đồ họa thôi. Cũng không phải là quá đẹp, quá hành tráng nhưng mà mượt, quan trọng là mượt đúng không? Cảm giác mượt và ít nhất chúng ta sẽ có một cái game 3D các bạn để xoay được. Xoay góc nhìn rồi. Đó, rất là đẹp. Thế là được rồi. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu gameplay của con game Chiến thần Chi Nộ này. Game này nó mới ra thôi nhưng mà cũng rất là nhiều bạn chơi rồi. Đấy, thấy là rất là đông người chơi luôn. À hình như là mình đang trong thành, ở trong làng này. Trong làng này hình như là không cưỡi ngựa được thì phải. À chưa có thú cưỡi. À lúc nãy nó chỉ cho mình cưỡi thử thôi à. Lừa dã man. Chưa có thú cưỡi. À lúc nãy là lúc đầu game nó cho mình cưỡi thử thú cưỡi để xem thôi. Còn tí nữa mình sẽ phải đi kiếm con thú cưỡi riêng. Phần tính năng của game đâu nhỉ? Hình như nó chưa hiện thì phải. Kiểu các hoạt động của game ấy. Game này mình thích một cái nữa là game này nó bối cảnh phương Tây. Đấy, chơi game kiểu bối cảnh Trung Quốc nhiều quá rồi. Thì chơi game bối cảnh phương Tây đi cho nó lạ lạ. Đấy. Rồi đi làm nhiệm vụ này. Vẫn đi làm nhiệm vụ thôi. Ban đầu chúng ta anh mình cũng chỉ đi làm nhiệm vụ thôi. Không có gì cả. Level 11. Mở pet chiến. Đó, các tính năng nó sẽ mở theo cấp độ nhân vật. Đây, các tính năng đây. Có một cái mũi tên này. Thật ra cái thiết kế mũi tên này mình thấy là hơi fail. Khó, rất là khó ấn và nó bé quá. Nếu mà không để ý là không biết đâu. Nỗ lực sẽ được đền đáp. Đấy, chúng ta sẽ có các tính năng như là rèn này, mở pet này, thú cưỡi này, cánh này. Huấn tước, quốc gia, gui, long hồn, đường kỵ sĩ, tinh cung. Khá là nhiều thẻ. Rèn thì là như kiểu cường hóa để cường hóa trang bị này. Đó sẽ cần đá cường hóa. Tăng phẩm, tẩy luyện. Đấy nó chưa mở. Mình sẽ chơi lên một lúc đấy xem nào. À, trang bị rồi. Đấy, tiếp tục đi đánh nhau đây, cày cấp thôi. Game này cày cấp nó cũng không quá là nhanh đâu. Đây bản đồ đây. Nó sẽ lên đến cấp 125 cơ mà. Tức là game này tha hồ mới cày quốc luôn. Tu luyện đường kỵ sĩ, trở thành kỵ sĩ vĩnh hằng. Nhẫn chính nghĩa, đường kỵ sĩ vĩnh hằng. Ồ, cái này tính năng gì đây? Rèn luyện này. Đây, tăng thuộc tính này. Tăng công luôn. Ok. Đấy, một tính năng cũng khá là lạ của con Chiến thần Chi Nộ này. À các bạn không nên ấn nút bỏ qua những cái game khác nhá, các bạn phải ấn ở dưới nhá. Mình cứ quen là nút bỏ qua để cho nó tắt cái phần nói chuyện ấy, nhưng mà nó sẽ không nhận nhiệm vụ đâu. Ở game này các bạn phải ấn vào cái nhiệm vụ chứ không đừng ấn nút bỏ qua. Đây đừng ấn nút bỏ qua nhá, ấn vào chữ ở dưới thôi. Bỏ qua là nó bỏ qua nhiệm vụ ấy. Qua tân thủ để nhận luôn. Giải thưởng là cái gì? Nhận luôn. Thật là mất mặt, lại không thể kiên trì tới cùng. Nhận bếp cực đáng yêu, sát cánh chiến đấu. Đó, đông game rất đông người chơi luôn. À, thì có pet này. Sáng nhận. Nhận nhiệm vụ này. Đấy, mở thêm kỹ năng rồi. Kỹ năng của nhân vật thì nó sẽ mở theo cấp. Hiện tại là thế. Level 21 sẽ mở được 4 kỹ năng. Đây, nhân vật của mình đây. Đây, phần kỹ năng này. Đấy, có rất nhiều loại kỹ năng. Cả chủ động, cả bị động luôn. Thành tựu, nhận thưởng. Đây hệ thống pet của mình đây. Tăng cấp cho pet này. Đó. Pet thì cũng có kỹ năng riêng, có thuộc tính riêng. Đấy và pet nó sẽ đi theo mình nha. Nhìn rất là ngộ luôn.
Mình có pet gấu trúc rồi. Người thấy ta đang phô trương thanh thế sao? Giờ bên chúng ta sẽ đi làm gì đây? Tiếp tục đi tiêu diệt phù thủy đen. Ok. Level 15 mở tiểu mã 43. Tiểu mã 43 như là thú cưỡi à? Level 15. Đó, 15 thì mình sẽ có thú cưỡi thì mình sẽ di chuyển nhanh hơn rất nhiều. Đi bộ hơi kiểu mỏi chân ấy. Ở level, những cái level thấp này gọi là giai đoạn tân thủ thì chúng ta chỉ cần đi làm nhiệm vụ chính thôi, nó sẽ lên cấp rất là nhanh. Đây, một cái map của game này, bản đồ của game này nó rất là rộng luôn này. Pháp sư của mình cũng khỏe phết đấy chứ, đánh toàn đánh kiểu skin AOE. Xong nhiệm vụ rồi. Đi bộ mỏi quá. Mới level 14. Rồi, báo cáo kỵ sĩ Billy. Đấy, xoay 3D các bạn xoay. Ông nào chóng mặt thì đừng có xoay nhiều. Đấy. Nhưng mà mình chơi game 3D quen rồi, mình thấy bình thường. Nhưng mà hình như là game này nó không có khóa góc nhìn này phải. Tức là sẽ có những cái bản mà các bạn không thích kiểu đồ họa 3D ấy. Các bạn thích khóa góc nhìn cho nó trong mặt, game này không có. Đấy rồi, con thú cưỡi rồi. Cưỡi rất là đẹp, con ngựa trắng. Ủa? Sao không đánh nhau trên lưng ngựa nhỉ? Lúc nãy mình thấy nó đánh nhau trên lưng ngựa. Trạng thái chiến đấu không phải đánh nhau. Ô, lừa à? Rõ ràng lúc nãy là ban đầu game là nó cho đánh nhau trên lưng ngựa luôn. Lừa rồi. Thế các ông luôn, rõ ràng ban đầu là cho đánh nhau trên lưng ngựa. Thế mình cứ tưởng là được đánh nhau trên lưng ngựa, hóa ra không phải à? Vừa thử thì lúc nãy đánh nhau là nó không cho cưỡi. Điêu à, cứ tưởng là được có một màn kiểu đánh nhau trên lưng ngựa nhưng mà không phải rồi, bị lừa rồi. Đó, lúc đánh nhau nó tự xuống ngựa luôn. Như vậy là game chiến ở chiến độ này không cho đánh nhau trên lưng ngựa nha anh em. Mình đính chính luôn cho anh em luôn. Lúc đầu là tôi thấy nó cưỡi ngựa đánh nhau, tôi cứ tưởng. Thôi bỏ qua cái đấy đi. Thì hiện tại thì mình đang ở Sư Tâm Vương Thành. Kiểu đây kiểu thành chính ấy. Nhìn rất là hoành tráng và đẹp. Đấy. Được cái game này nó làm cái bối cảnh rất là đẹp. Các bạn là nó dùng cái đề cờ phương Tây ấy. Nhìn nó đã thích rồi. Rồi, học thêm kỹ năng mới. Nhận thưởng. À, các bạn nên cường hóa này. Cộng phát cộng luôn này, cộng nhanh này, cường hóa nhanh thì phải. Tao rất mừng. Người nó ngăn gọn thôi. Đó, đây là trả lời câu hỏi thì nó cũng gợi ý các bạn trả lời luôn. Cứ chọn ô màu xanh. Quả tân thủ. Tăng phẩm trang bị, tăng mạnh thuộc tính. Đó, chúng ta sẽ mở thấy một tính năng mới là tăng phẩm của trang bị. Đó, tăng phẩm. Nó sẽ cần cái đá để tăng phẩm. Ở trong game này mình thấy là có hai loại tiền, một loại tiền màu vàng này, là tiền su màu vàng này và tiền màu tím. Tiền màu tím sẽ dùng để cường hóa tăng phẩm của trang bị. Và nó có tỷ lệ nhá, đây cần về cái đá tinh hoa tăng bậc.
lên bậc cao thì nó sẽ cần những cái đá bậc cao hơn, bậc cam đó anh em thì thấy, và kiếm được những cái nguyên liệu này thông qua thì các bạn có thể thông qua rất là nhiều hoạt động. Wow, wow, cưỡi rồng này, bay này, wow, đẹp chưa? Đấy, game này có cánh bay, không biết có bay lượn được không, không biết lại một cú lượt tình được không, nhưng mà hiện tại mình nhìn quả bay lượn này rất là thích này. Đấy, mình đang bay này, bay khắp toàn đồ luôn. Đấy, mình có thể nhìn toàn cảnh của cái khu vực Vương Thành này rất là đẹp. Đây, cái đá, những cái đá nâng tăng bậc này thì các bạn để kiếm được qua những cái hoạt động như kiểu đợi tí đã, mua ở shop này, tách trang bị này, phó bản nguyên liệu này, hợp thành vật phẩm đó. Một cú lừa rồi. Mình cứ tưởng đánh nhau ở trên lưng ngựa ấy, nhưng mà thật ra không phải. Đấy, còn mũ tím này, cường hóa mũ tím luôn nhá. Level 17 rồi. Không biết là nó sẽ mở thêm tính năng gì mới, cày thêm một lúc đi. Đây, mở thêm tính năng rồi, thẻ. Thẻ là thẻ. Kích hoạt duyên phận. Đây, như kiểu các bạn thu thập thẻ bài ấy, thì nó sẽ kích hoạt lên. Nó sẽ không phải đi theo chiến đấu gì đâu, nó chỉ lớn hơn là các bạn, đây là các cái NPC trong game ấy, các bạn thu thập và các bạn kích hoạt càng nhiều càng tốt, thì nó sẽ tăng thêm thuộc tính cho nhân vật rất là nhiều. Đó, nếu mà kích hoạt cả bộ này thì nó cực kỳ khỏe luôn. Nói chung là công việc của anh em đó là đi sưu tập những cái thẻ bài này. Đó, tiếp tục đi cường hóa trang bị các thứ thôi, khỏe. Thẻ này, người có thẻ mới này, kích hoạt luôn. Đó, đấy anh em thấy không, cộng lực chiến rất là nhiều. Cộng lực chiến luôn. Đấy, kính chat này cũng rất sôi động luôn. Và hình như là chưa có voice chat thì phải, game này chưa có voice chat nha anh em. Đây chỉ có loa này. Ờ đúng rồi, game này hiện tại thì game 99 độ này chưa có voice chat luôn, chắc là phải đợi cập nhật sắp tới thì mới có rồi. Kỵ chiến này à, rồi mình hiểu rồi. Tức là game này vẫn chiến đấu được trên lưng ngựa nhá. Chứ rồi, nó không, game này nó không lừa tôi đâu anh em ơi. Tôi hiểu rồi. Tức là game này bây giờ chúng ta sẽ học kỹ năng kỵ chiến, tức là có thể chiến đấu trên lưng ngựa được. Ồ. Đấy mà mình lại đính chính thêm lần nữa. Khổ quá, game này nó dùng thuốc gửi tác chiến. Ấy ôi, chúng ta có thể chiến đấu trên lưng ngựa này. Hay quá. Rồi, tôi hiểu rồi. Tức là ban đầu là nó chưa cho mình, đấy mình phải có kỵ chiến thì mình mới chiến được, tức là game này chiến đấu trên lưng ngựa nha anh em. Như vậy là game này rất là đáng chơi này. Các bạn là thề không luôn là tôi cũng chưa tìm hiểu nhiều về game này, thế là lúc mà chơi game thì coi như mình làm một thằng mới chơi thôi. Đấy, cứ tưởng là game nó không có
nó không có gì cả. Đây rồi, kỹ năng mới này. Wow, hỏa phụng gì đây, bắn ra. Đây, anh em nhìn chiến đấu trên lưng ngựa này. Wow. Đấy, game đẹp hơn rất nhiều đấy. Mà mình thích nhất là cái việc chiến đấu trên lưng ngựa luôn. Vậy mình đính chính một lần nữa, đó là game Chiến đấu chi nộ này cho phép các bạn chiến đấu trên lưng ngựa nhá. Kỵ chiến, dùng kỵ chiến luôn. Anh em cứ tưởng tượng mà đánh nhau mà ông nào cả bầy mấy trăm mấy chục ông cẩu cưỡi ngựa ra chém nhau phê đừng hỏi luôn. Đấy, nói chung là mình kết con game này rồi đấy. Anh em có thể tải game về trải nghiệm ngay nhá. Rồi chốt lại là game này có chiến đấu trên lưng ngựa. Rồi lúc đầu tưởng không có, lừa dã man. Ờ, hóa ra là chưa đến mức đấy thôi. Đấy, có lẽ chúng ta sẽ phải chơi lên cao hơn để khám phá thêm nhiều tính năng nữa. Level 25 thì mở vui như là băng hội ấy. Đấy, tiêu diệt ăn hộ. Uáy, chiến đấu trên lưng ngựa nhìn đẹp hơn bao nhiêu này. Ngựa đẹp đúng là kiểu chiến mã luôn. Hôm nay thật sự là một ngày mệt mỏi, ta nên ngủ một. Rồi chúng ta sẽ đến với tính năng gọi là phó bản cốt truyện. Biến hình này, làm quả biến hình bắn đánh các nhanh. Ui dồi, biến lên chiến thần thiên thần luôn. Người giáp vàng luôn. Wow, nhìn ngầu dã man. Đây, vào phó bản. Ờ, cái phó bản này, trong cái này mình thấy là nó cũng khá là đơn giản thôi. Không có gì phức tạp. Đấy, chưa gì đã đánh boss rồi này. Xong nhiệm vụ. Dùng luôn này. Đó, cấp 23 rồi. À, học tính năng cường hóa này. À, cái cường hóa mình gắn cường hóa từ nãy. Đó, cứ cường hóa thôi. Rồi, tăng lực chiến rồi. 13.000 lực chiến. Không biết có mạnh không, nhưng mà cứ tăng lực chiến là được rồi. Hôm nay thực sự là một ngày mệt mỏi. Ta nên ngủ một chút. Rồi, phó bản kinh nghiệm. Đây, chúng ta đi phó bản kinh nghiệm. Phó bản này nó sẽ tăng cấp rất là nhanh này. Đi thôi. Đấy, phó bản kinh nghiệm là kiểu dạng phòng thủ thôi. Có quang minh tư tế thì là bảo vệ quang minh tư tế kia này. Đấy, quái nó vào nó đánh nó. Nói chung là về cái phần phó bản này mình thấy là khá giống các game khác. Mình không, thực ra là nó không quá mới đâu. Đấy, nhưng mà đấy, bạn thích nhất là cái đánh nhau trên lưng ngựa thôi.
Rồi, đang đánh thôi, nó rất là nhàn, nó dễ là dễ thôi. Đánh này, tuổi gì? Phải đánh boss rồi, thiên mị ma. Con boss nhìn là sexy ấy chứ. Ấy, rất sao vậy? Nhưng mà phó bản accept gì mà lên được có một cấp này. Đây là các nhiệm vụ hàng ngày đây, anh em thấy là các cái hoạt động ở trong game chiến thần chí nộ ở đây. Nó cũng rất là nhiều. Wow. Nhiều đấy. Đấu trường này, theo máy điện lao, chạy tới vận tiêu này, hỏi đáp này. Đấu chạy vặt lửa trại. Nói chung là hầu hết các cái hoạt động trong cái game nhập vai mình đã từng thấy rồi thì nó đều có mặt trong cái này và nó rất là nhiều. Xung phong huyết chiến đó, trảm cơ động đó. Nói chung là game chiến thắng chi nội này rất nhiều hoạt động để anh em làm. Kích hoạt nhận vinh dự luôn. Giờ đi làm nhiệm vụ tiếp thôi, 24 rồi, 25 là mở bang hội này. À đây, ôi lỗi mình bảo là nó thưởng ít đây, nó đây các cái tính năng kiểu thưởng đấy các bạn khi hoàn thành một cái những cái nhiệm vụ trong game này rất là nhiều luôn. Phúc lợi này, quà online đấy, giày bay tức là cũng giúp các bạn di chuyển nhanh để khi làm quét ấy đỡ phải chạy bộ nhiều. Có thể vào vui rồi. 30 mở vận tiêu này, ok. Đấy, game có vận tiêu luôn. Ba loại độ khó. Đấy, các bạn ấn theo cái màu xanh ấy, nó gợi ý trả lời luôn. Đây, chúng ta sẽ vào vui. Các bạn này vào vui. Phim này. Đấy, mình vào bang rồi này. Mình gọi là bang hội đi. Đấy, các bạn phải đóng góp cho bang hội. Có kỹ năng bang hội này. Các hoạt động bang hội như là lãnh địa chiến này, hay quá. Kiểu công thành ấy, chạy vặt gui, ma thú chiến, phong ma gui, nuôi heo, chuyển trinh. Nó rất là nhiều tính năng luôn, bang hội mà rất nhiều tính năng thì cái khả năng tương tác của các thành viên nó rất là lớn. Nói chung là hay đấy.
hóa này. Kích hoạt thẻ đó, mình có nhân vật mới, mình kích hoạt lên nó tăng lực chiến rất là nhiều. Nói chung là game cũng dễ chơi, dễ hiểu thôi, cũng không có gì đâu anh em. Kỹ năng này à, các bạn có thể học kỹ năng cống hiến thì sẽ được những cái điểm để học kỹ năng cho bang hội nhá. Thế là vàng vàng nó rất là quan trọng. Thành tựu nhận nhanh này. Đó, tiếp tục điểm nhiệm vụ thôi. Nhận thưởng, nhận thưởng. Lợi này qua cấp game này thì thời gian nhịp độ lên cấp của game nó cũng vừa phải, nó không quá nhanh cũng không quá chậm. Chơi nãy giờ hơn 30 phút rồi, level 25. À, đi vào một cái phó bản gọi là giải vây căn cứ gì này. Đấy, game này thời gian nó cũng chia ra rất là rõ ràng là các cái hoạt động hàng ngày, đi phó bản rồi đấu trường PvP, nói chung là đủ cả, tức là đủ cả tất cả các hoạt động của một cái game nhập cần thiết của một cái game nhập vai, và nó rất là nhiều. Thì đây là một cái sản phẩm mình nghĩ là một cái game mobile cũng rất là đáng để anh em trải nghiệm thử đó. Nhưng mà nói gì nói thì cái phó bản của game này nó không hack não gì cả, nó đơn giản quá, nó chỉ là đánh quái thôi. Nó không boss cái này kiểu dạ ma quỷ, nhìn ngầu dã man luôn, cầm lưỡi hái này, quả cánh nhìn đúng kiểu demon luôn, đẹp đấy. Nói chung là mấy con boss trong game này từ lúc nãy mình thấy là nó thiết kế rất là ngầu luôn. Vật công, ma công, kháng bạo, wow, có cái thuộc tính kháng, tức là trong game này nó rất nhiều loại thuộc tính ngũ hành ấy, kháng quang, kháng trọng kích này, kháng lôi này, kháng ám, kháng hỏa, rất là nhiều loại, tăng ma công luôn. Nó đánh đẩy mình đi xong rồi nó chạy về vị trí cũ luôn. Nó cũng vượt qua ngoài phạm vi thì nó sẽ quay trở lại. À, nó cứ đẩy 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 đẩy. Cái con pháp sư này của mình như là đánh toàn thuộc tính hỏa này vậy. Đánh nãy giờ toàn chiêu thức về hỏa thôi. Mình không rõ là có bạn không rõ là cái game này nó có yếu tố tương khắc giữa các loại thuộc tính hay không. Cái đấy chắc phải tìm hiểu thêm.
À, tiếp được nhiệm vụ thôi, cấp 26. Ai làm quả phó, phó bản nhỉ? Đi phó bản mình nghĩ là cũng lên cấp ra nhanh, thử đi phó bản nhá. Đó, cũng có điểm kinh nghiệm này rất nhiều. Đi phó, độ khó nó sẽ tăng dần lên luôn. Biến hình vĩnh hằng chi lực, wow, nhìn lực dã man. Hắc ngư ác ma vẫn là con boss này thôi đấy, nhưng mà độ khó nó sẽ khó hơn, nó đánh khỏe hơn thôi. Châu về lù luôn. Đấy, nó sâu, cảm giác là sâu hơn cái độ khó lúc nãy. Đánh mãi mới chết này. Ồ, lên được một cấp. Ok. Đây con mở được thêm một cái thẻ thẻ bài nữa. Phúc lợi này, quà online. Thẻ. Bỏ qua cái thằng này đi. À đây đang nói chuyện mà. Rồi bây giờ mới 27 này. Không biết bao giờ mới được lên 30. À các bạn này zoom gần zoom xa nhá. Đó. Mép này thì sau nó có cả những cái phó bản tổ đội nữa. Nhưng mà ở đây mình mới chơi thì level thấp quá. Mà có chuyện lực chiến bề cử đánh luôn nha anh em, đánh thử đi vì nó thời gian nó lên cấp khá nhanh. Đây là độ khó cuối cùng của phó bản này, về sau nó còn rất là nhiều phó bản nữa khó này. Đánh luôn không phải xoắn. Nó yêu cầu lực chiến là tầm 9.000 thì mình mười mấy nghìn rồi lo gì. Đấy, cường hóa lên. Thậm chí là tăng phẩm này. Ờ, còn làm gì nữa nhỉ? Đây, kích hoạt thẻ này. Đấy, làm gì thì làm hết luôn. Ơ kìa. Vẫn còn thẻ. Kích hoạt. Đấy, anh em này, đây là 17.000 lực chiến rồi. Khỏe hơn rất nhiều. Pet thì là tăng cấp này cho nó ăn. Còn gì nữa không? Quán rượu. Ồ, còn đây các bạn phải mua này. Sau này đi lửa trại các thứ. Nói chung là game rất nhiều tính năng luôn.
khe lửa chăng? Đấy, pet nó trâu, càng ngày càng trâu luôn, đúng là độ khó cao nhất luôn. Đấy. Mãi mới chết được. Chưa biến thân nữa nhá, nó có thời gian nó hồi rất là lâu. Biến trong 30 giây này. Đấy, và liệu khoảng này mình được nhận được cái thẻ tím kẻ săn ma luôn. Và điểm kinh nghiệm rất nhiều, chắc là lên được một cấp. Trông thế không biết. Rồi, xong rồi. Ấy, lên cấp 28 luôn này anh em ơi. Diệt cuồng hóa ma tộc. Rồi. Nhận nhiệm vụ này. Rèn. Tói luyện. Mở thêm tính năng gọi là tói luyện. Không biết là cái gì. À, tăng sao, tăng sao. À, tăng sao cho trang bị. Ok. Đó, được một sao này. Mà nó sẽ cần cái vật phẩm là đá tái luyện. Cường hóa hết lên. Kích hoạt này. Phó bản kinh nghiệm. Đi luôn nhá. Đi nốt luôn cái này. Mình nghĩ là nó sẽ lên cấp rất là nhanh. Như là vừa chuyển bản đồ, chuyển sang một khu vực mới vậy. 43. Đi luôn. Cố gắng lên 30 đi, thử cái bản tiêu cho anh em xem thôi. Đấy, chứ còn thời gian trải nghiệm thì nó cũng khá là lâu rồi. Về cơ bản thì game này cày cuốc thì nó cũng không có gì khó đâu anh em ạ. Game chơi rất là cơ bản thôi. Mình nghĩ là các bạn cực kỳ dễ làm quen game này. Đặc biệt là ông nào mà hay chơi game gầm vai nhiều thì thật sự nó quá là quen rồi, chẳng qua nào. Sẽ có một vài cái mới lạ như kiểu ở đề tài bối cảnh phương Tây này, đặc biệt là hệ thống chiến đấu trên lưng ngựa mà hiếm có game nào có này. Đó. Thế thôi, chứ còn cảm thấy là với cả game này được cả là tính năng, các cái hoạt động trong game rất là nhiều. Đó, ông nào mà thích kiểu đi farm quái này, đi đánh nhau đủ cả, rất là nhiều hoạt động để PVP, PK, thậm chí là đi đánh boss săn đồ. Phải tham mạng biến thân luôn này. Ui, mày đánh nhau của tao, đánh nhau của tao này. Qua nhìn quả súng đó ra ma. Không đẹp bằng lúc mình biến hình luôn. Ôi, biến hình đánh mạnh vãi à. Qua. Chém như chém chuối. Ơ, thằng này chưa phải boss à? Cứ tưởng nó là boss. Thiết lập áp tu này. Thượng quá. Nó cũng không có thiết lập chỉnh cấu hình gì đâu. Thiên bị ma. À đây 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 mới con boss cuối chứ. Đây thì boss với thằng này. Ôi gần được level 29 luôn. Nhận thưởng phúc lợi qua điểm danh. Ta phải phòng thủ đất cùng. Ma thủ chiến. Mở thêm một hoạt động là ma thủ chiến. Đấu ánh sáng, thường thêm điểm kinh nghiệm này. Thử nhá. Đánh thử phát. Hết rồi, hết lượt rồi. Ơ. Lửa. Hết lượt rồi. Đấy, trở thành VIP thì các bạn sẽ có thêm lượt để đánh phá bản.
cố gắng cày lên 30. Nhận nhiệm vụ này. Ôi, chưa cấp 30 à? Làm nhiệm vụ tiếp. Bây giờ mình vẫn chỉ làm nhiệm vụ chính thôi. Nhận nhiệm vụ này. Nói với chiến sĩ Huy Nông. Rồi, cố lên sắp 30. Chủ yếu là mình sẽ đi vận tiêu thử cho anh em xem thôi. Chứ còn mình nghĩ là chơi đến tầm này thì các bạn nắm được cái gameplay của cái game Chiến thần Chi Nộ ấy rồi. Đấy, tiếp tục cường hóa tăng lực chiến đấy. Rồi, chúng ta sẽ đi thử vận tiêu nhá. Ý đánh nó con boss này mình sẽ đánh thử vận tiêu. Level 33 mở mở cánh ấy. Cánh thì thật ra mình không cần quan tâm lắm đâu vì cánh có xuất hiện trong quá nhiều game rồi. Chúng mình sẽ đi thử cái vận tiêu xem nó như nào thôi. Đây mở thêm tính năng quốc gia này. Cống hiến này. Ok. À, chúng ta có thể vào quốc gia sau này có thể quốc chiến nữa. Đây có tính năng quốc chiến rất là hay. Nói chung là game này nó rất là nhiều cái tính năng để mình khám phá ấy. Nói chung là game rất là ổn, chơi rất là ổn luôn.
Rồi, boss đây rồi. Đau vãi luôn á. Đau đấy. Này trâu ấy. Mình có 77% máu này. Tái luyện. Đấy, tăng sáng trang bị. Và nó có tỷ lệ nha anh em. Đấy. Thế này thấy là mấy cái phần kiểu tăng phẩm với cả thí luyện là nó tái luyện này là nó cần có tỷ lệ. Rồi mình sẽ đi thử vận tiêu đi. Đánh thử, đi thử vận tiêu nha. Giới thiệu ra clip này nó cũng hơi dài rồi. Tầm 50 phút rồi. Mình sẽ đi nốt thử cái vận tiêu. Tái luyện đấy, tỷ lệ thành công của 40% thôi. Hết đá rồi. Đấy, đi thử vận tiêu nha. Ui, bây giờ nó hiện ra rất là nhiều tính năng luôn đấy. Đấy, mình sẽ random ra những cái xe tiêu. Đấy, mình xe tiêu tím này. Đó, đây là cái xe tiêu của mình đây. Và chúng ta sẽ đi di chuyển qua một cái quãng đường mình nghĩ là cũng khá là xa. Nhận thưởng qua cấp. 7 ngày vui vẻ. Đó. 21.000 lực chiến thôi. Không tắt được mấy cái này nhỉ? Thì thu gọn nó vào ấy, nhìn nó bây giờ nó cảm thấy nó hơi bị nhiều ấy. Đấy, vận tiêu nó sẽ như thế này thôi. Thì vừa rồi là một cái video trải nghiệm cũng khá là dài của cậu Vàng. Lâu lắm rồi mình làm một cái video dài nhanh đối với game Chiến Thắng Chín Nộ. Thì đây là một sản phẩm game mobile nhập vai thế giới mở khá là hay ho để anh em trải nghiệm. Điểm mình thích nhất nó là đồ họa 3D. Không phải quá khủng nhưng mà tương đối thuộc dạng khá và quan trọng nhất là rất là nhẹ, nhẹ và mượt. Thứ hai đó là hệ thống chiến đấu trên lưng ngựa rất là độc đáo. Lâu lắm rồi mình thấy có một cái game nhập vai trên di động mà cho phép chúng ta chiến đấu trên lưng ngựa. Đó, thứ ba là game rất nhiều tính năng hoạt động để chúng ta tìm hiểu như từ PvP, PvE. Thì trong cái khuôn khổ thời gian này mình không thể test hết được. Đấy, nhưng đại loại là anh em nhìn ở cái hệ thống phó bản này, các thứ này hoạt động trong game nó rất là nhiều. Các bạn phải cảm nhận là game rất là nhiều chế độ luôn, rất là nhiều hoạt động để tham gia. Đấy, cảm ơn anh em đã theo dõi video này của cậu Vàng. Anh em mà thấy hay thì like, share, chia sẻ bạn bè mình nhé. Ngoài ra đừng quên là nút subscribe để ủng hộ cho kênh Tech Game Online. Còn bạn nào muốn chơi game Chiến Thắng Chín Nộ, ấn vào đường link phía dưới để tải game, rất là đơn giản thôi. Game mới chỉ cho Android nhé, đang em đang thử nghiệm. Cảm ơn anh em rất nhiều, bye bye nhá, tạm biệt anh em.